Hello anh em, mình là Quân đến từ chuyên tactical.com. Hôm nay có sản phẩm mới để review cho anh em đây. Đây là chiếc Covert 24, còn bên này là chiếc Covert 18. Một sản phẩm đã khá là quen thuộc rồi. Mình đã làm clip review chiếc balo này cách đây khoảng 2 năm. Anh em có thể xem lại ở trên link ở phía bên trên nha. Hôm nay là chiếc Covert 24, một sản phẩm mới về hàng đợt này. Chúng ta sẽ cùng xem thử chiếc 24 và chiếc 18 có gì khác nhau nha. Và chiếc balo này có gì mới, nó sẽ dành cho ai và nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là tương quan kích thước của hai mẫu này. Đây là 18 và đây là 24. Cái con số ở phía sau tên sản phẩm của Number One Tactical thì nó sẽ tượng trưng cho cái thời gian tính bằng giờ để cái người dùng họ sử dụng cái balo đó đi ra ngoài, chứ không phải là số lít đâu nha. Ví dụ như là Covert 18 là sử dụng trong 18 tiếng, còn đây sử dụng trong 24 tiếng. Ngoài ra thì Covert là một cái bộ sản phẩm, nó tuy là nó được ra mắt cùng với thời điểm nó có cái chiều dài lịch sử bằng với cái bộ sưu tập Rush luôn á anh em, nhưng mà nó nói chung là giống như một đứa con ghẻ vậy đó, nó khá là bị thiếu quan tâm cho nên là nó hơi ít sản phẩm. Tuy nhiên thì 2 năm trước thì hãng có ra mắt cái Covert 18 này phiên bản thứ hai, còn chiếc này thì lần đầu tiên ra mắt. Hy vọng là trong tương lai hãng sẽ không bỏ qua cái bộ sưu tập thú vị này. Ơi, mình thấy nó cũng rất là ok. Chắc là thời điểm ra mắt Virus thì cái ngoại hình của nó không có ấn tượng cho lắm. Tuy nhiên thì những chiếc ba lô này nó chính là tiền đề cho cái thiết kế Lovis sau này trên những sản phẩm như là LV6, LV10, LV18 đó. Tụi nó chỉ là con cháu của cái dòng sản phẩm Covert này thôi. Đây là cái dòng sản phẩm nó được sinh ra để cho những cái lực lượng đặc biệt họ làm nhiệm vụ trong đô thị. Khi mà họ di chuyển trong những cái chỗ đông người, họ ít bị để ý, họ có thể là hòa mình vào trong đám đông, sau đó là theo dõi đối tượng hoặc là thực hiện những cái cuộc vây bắt, những cái cuộc combat nhanh. Cái này nó có đặc điểm chung với bộ sưu tập Lovis là cái logo của nó có thể giấu đi được luôn nè. Đầu tiên thì anh em có thể là xem qua tương quan kích thước của hai mẫu này. Nó to hơn cả bộ lưng luôn, nó dày hơn, cao hơn. Tuy nhiên thì nó vẫn giữ những cái nét thiết kế chung, nó khá là tương đồng. Khi mang lên người thì nói thực ra cái cảm giác nó cũng rất là ok, mặc dù nó là một cái ba lô kích thước rất là lớn. Đầu tiên phải nói đến kích thước và thể tích của chiếc ba lô này. Nó có kích thước phù hợp với kích thước hành lý mang lên trên máy bay nha anh em. Thể tích là 41 lít. Cho nên nhận định đầu tiên của mình về chiếc Covert 24 này là đây là một cái sản phẩm nó chuyên dành cho những cái nhu cầu di chuyển. Và nó được định vị để sinh ra cho những người họ không thích dùng vali, họ dùng qua cái này. Vali thì nó rất là tiện, tuy nhiên thì nó chỉ tiện cho những cái môi trường khi mà chúng ta di chuyển trong bến bãi sân bay này, hoặc là cái điểm đến của chúng ta nó có địa hình bằng phẳng, nó có đường xá bằng phẳng, và chúng ta di chuyển trong môi trường đô thị là chính, thì chúng ta có thể là tận dụng tối đa được cái sự tiện dụng của cái bánh xe, của cái vali, để chúng ta không có mất công, mất sức mang vác. Nhiều khi là chúng ta chỉ cần nhấc nó lên, đặt nó xuống mỗi lần mà chúng ta di chuyển qua những cái trạm trung chuyển bằng xe buýt hoặc là đi taxi. Còn với những cái địa hình nó thô sơ hơn, nó đồi núi, nó dốc, hoặc là những cái nơi nó không có đầy đủ điều kiện về đường xá bằng phẳng á, thì rất là nhiều người họ có những cái lựa chọn khác, ví dụ như là bỏ tất cả vào trong một cái ba lô. Và đây là một chiếc ba lô đáp ứng được nhu cầu đó. Chiếc ba lô này thì sử dụng chất liệu nylon 500D. Đây là một chất liệu rất là thông dụng, nó nhẹ, nó vừa đủ cho những sản phẩm Lovis, cho những sản phẩm sử dụng trong đô thị đó anh em. Tức là nó không cần phải quá bền, quá dày, quá hầm hố như những sản phẩm Rust sử dụng vải 1050. Nó hy sinh một chút xíu về độ bền để cho nó đảm bảo cái trọng lượng nó nhẹ hơn. Khi mà trọng lượng của một cái ba lô nó giảm đi được 500-600 gram á, thì nó cũng đồng nghĩa là anh em có thể mang theo bên mình được thêm 1-2 bộ đồ đó anh em. Tuy nhiên thì phần đáy của chiếc ba lô này nó cũng sử dụng chất liệu giống chất liệu thân. Chi tiết này thì nó không hợp lý cho lắm, bởi vì mình thấy là những cái phần mà nó chịu ma sát hoặc có thể chịu ma sát nhiều thì nó nên được gia cố thêm bằng một cái chất liệu khác, ví dụ như là 840 hay là 1050 hay là 1680 gì đó. Phía trước ba lô này thì nó được phối hai cái đường nylon 420 ở đây, chắc là cho đẹp thôi. Chỗ này là chất liệu hypalon nè anh em, phía dưới và phía trên. Thì những cái chi tiết này trên ba lô
chúng ta có thể gặp rất là nhiều, tại vì nó cũng khá là thông dụng. Đó là những cái chi tiết là chúng ta có thể gắn vào đây, những cái đèn tín hiệu anh em, khi mà chúng ta đi trong thành phố, đi trong buổi tối chẳng hạn, thì sẽ có những cái đèn EDC tín hiệu chúng ta gắn vào đây để cho những cái phương tiện trên đường thì nhận chúng ta đảm bảo an toàn thôi. Anh em kiểm tra thử xem ba lô của anh em có những chi tiết này thì nhớ tận dụng nó nha. Đây là ngăn admin của chiếc ba lô Covert 24 nè anh em. Đây, mình khá là thích ngăn admin này. Nó được chia thành những cái slot để chúng ta có thể cắm bút và phụ kiện ở trong này. Cái ngăn admin nó nằm ở cái vị trí này anh em, nó khá là thuận tiện để lấy. Tại vì cái ba lô này nếu mà ví dụ như di chuyển trong thành phố thì thường thường nó sẽ nằm ở cái vị trí ở dưới thấp của chúng ta. Ví dụ chúng ta ngồi trên bàn, chúng ta sẽ có xu hướng để ba lô xuống phía dưới á. Thì cái ngăn nó nằm cái hướng này, chúng ta ở trên nhìn xuống rất là dễ quan sát và lấy được đồ ở bên trong. Ok, mình thích cái ngăn này. Thường thì ngăn admin nó sẽ nằm ở đây. Tuy nhiên thì với chiếc ba lô này thì hãng họ bố trí ở đây là nguyên một cái dải polywebbing này. Rồi bên này sẽ là hai cái đường loop. Thì cái này anh em có thể kết hợp được với những cái power EDC của Tactical, nó có những cái đai nó xỏ vô nè, hoặc là có những cái power EDC nó có cái kết nối hook and loop á, anh em có thể dán vào đây. Việc phân chia mặt trước thành hai khu vực như thế này mình thấy nó ok. Ba lô này nó sẽ có một cái quai sắt ở phía trên đỉnh ba lô. Tí nữa mình sẽ check ở bên trong này. Rồi bên này chúng ta sẽ có hai bên, chúng ta sẽ có hai cái ngăn đựng chai nước. Đây là chất liệu spandex. Chất liệu này thì nó chống nước anh em, chống nước á và nó co giãn rất là tốt. Mình đã tiếp xúc với rất là nhiều ba lô sử dụng chất liệu này rồi. Chiếc ba lô này hai bên nó sẽ có cái đai nén. Đó, cái đai nén nén cái khoang chính của ba lô lại trong trường hợp mà chúng ta không lát căng. Đó, đai nén. Và cái đai nén này nó không có cản trở cái ngăn này nha. Đó, cái điểm đầu tiên của nó nằm ở đây. Đó, tức là cái ngăn này nó sẽ không có bị cái đai nén này nó cản trở. Ở cái phiên bản Covert 18 thì cái đai nén nó nằm tít ở phía ngoài này anh em. Đó. Và cái ngăn này là cái ngăn sâu. Cái ngăn nó có thể là điều chỉnh được cái độ mở, là chúng ta có thể là đựng vào trong này thêm cái nón bảo hiểm hoặc là cái túi ngủ gì đó. Thì cái thiết kế này nó có cái ưu đó là nó có thể là mở được cái này ra và nó nén được toàn bộ cái ngăn này sát vào thân ba lô luôn. Tuy nhiên thì nó sẽ cản trở những cái đường dây kéo ở phía phần này nè, dây kéo này bị cản nè, dây kéo ngăn chính bị cản nè, nên khi mà chúng ta muốn mở ra hết chúng ta buộc phải mở cái này ra. Còn bên này thì nó không cản ha. Cái này thì nó tùy vào cái mục đích thiết kế của cái ba lô, chứ mình không hẳn là đánh giá cái nào hơn cái nào. Nhìn vào cái cách thiết kế của cái ba lô Covert 24 này thì mình có thể là đoán ra là họ muốn cái ngăn này đựng được cái khẩu củi kích thước lớn ha. Chúng ta có một cái phụ kiện để giữ củi nè. Ở Việt Nam thì không có dùng, cho nên là những cái ngăn CC đúc nó thường thường chúng ta sẽ chế nó cho một cái nhu cầu khác. Và cái ngăn này nó thông với nhau nha. Nếu mà chúng ta giữ củi trong này thì chúng ta có thể là thuận tay nào chơi cũng được. Chúng ta có thể truy cập nhanh từ cả hai hướng. Ví dụ như đang mang ba lô này, mình có thể thuận bên này chẳng hạn, thì mình sẽ bấm cái khóa này ra. Đó, thì cái ba lô nó sẽ trôi ra phía trước nè. Mình kéo cái ngăn này ra và mình sẽ truy cập được ngay đồ của bên trong này. Đó, cái dụng ý của nó là như vậy. Và đó cũng là cái mục đích mà họ làm cái quick release buckle ở đây nè. Và ngay cả cái tay khóa nó cũng vậy nè anh em. Đó, anh em để ý. Những cái tay khóa, những cái ngăn khác họ làm như thế này. Nhưng mà chỉ có ngăn này họ mới làm cái tấm to như thế này để chúng ta có thể là cầm vào giật rất là nhanh. Và vì đây là một cái ngăn đựng củi cho nên là nó cần có một cái sự bảo mật của riêng nó. Mình không biết là có cái chuẩn này nó yêu cầu là phải khóa này không, nhưng mà nếu mà anh em đựng củi trong này thì chắc chắn là mình phải khóa nó lại để phòng trường hợp ví dụ như nhà có con nít chẳng hạn nó mò vào hoặc là nó bị mất cắp. Chúng ta sẽ cùng đến với phía sau của ba lô này. Ở phía sau này thì cũng giống như Covert 18 thì nó sử dụng một cái hệ thống đệm lưới khá là ok. Mình rất là thích cái hệ thống đệm lưới này, nó không bị cảm giác rẻ tiền quá anh em, nhìn nó rất là cao cấp, sờ vào nó cũng khá là ok. Ở phía giữa này thì nó có một cái đường thông khí để cho anh em đeo ba lô nó thoải mái ha. Và cái lưng của con này nó rất là dày, nó cũng giống như con Covert 18 này, cái lưng của nó
nó có cái đệm bên trong rất là cứng. Phía trên này thì nó sẽ có hai cái đường đệm ở đây và ở đây á. Theo cá nhân mình thì mình thấy hai cái đường đệm ở đây nó khá là ok. Và khi mà chúng ta cần sóc cái ba lô lên chẳng hạn đó, thì chúng ta bám vào đây thì nó sẽ có cái độ ma sát ở đây này. Đó, ma sát ở đây để chúng ta cầm chúng ta bám nhấc lên như thế này. Nhưng mà còn cái đệm chỗ này thì mình thấy nó không có hợp lý lắm. Bởi vì khi mà mang vô thì nó sẽ dễ bị cạ vào cổ. Phía trên này thì chúng ta có thêm một cái molly webbing co giãn để chúng ta có thể gắn vào đây cái đèn chiếu thẳng. Khi mà chúng ta đeo trên file này, chúng ta có thể cài cái clip đèn vào đây và cái đèn nó sẽ chiếu thẳng ra phía trước. Rất là ok. Rồi, chỗ đây ba tắt. Dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái đai ngực để cố định cái ba lô trên cơ thể của anh em khi mà chúng ta chạy nhảy, chúng ta di chuyển lắc lư nhiều, và nó có thể tháo rời được cũng như là điều chỉnh được cái vị trí cao thấp. Ok. Khóa của 511 sử dụng cũng là khóa Duraflex, một cái loại khóa nó có thương hiệu khá là ok. Dưới đây thì là cái khóa Quick Release Buckle nãy mình đã có giới thiệu với anh em, và nó được cover lại bằng một cái miếng spandex. Chỗ đây thì có thêm một cái đường ba tắc để gia cố cái sức bền. Ok. Cái logo chỗ đây nó cũng giấu được luôn nha anh em nha. Rồi, phía dưới đây thì chúng ta có thêm hai cái đai, hai cái con khóa để có thể kết hợp với cái Rust Belt Kit để hỗ trợ cho cái việc mang vác cái trọng lượng lớn phần nào đó, và kết hợp cố định với cái phần hông, cố định ba lô với phần hông của chúng ta nhiều hơn. Cái này thì bình thường nếu mà trong thành phố anh em ít dùng lắm, thậm chí là chúng ta còn không dùng tới cái này nữa nè. Nhưng mà khi mà chúng ta có nhu cầu chạy nhảy vượt chướng ngại vật, vận động mạnh với chiếc ba lô thì những cái đai này nó rất là hữu dụng. Nó sẽ giúp cho cái ba lô nó liên kết với cái cơ thể của chúng ta thành một cái khối duy nhất luôn, và chúng ta di chuyển, chúng ta vận động rất là tự tin. Phía sau này chúng ta sẽ có một cái ngăn laptop kết hợp với cái chức năng để cái bình nước Hydration Pocket ở đây nè. Anh em có thể treo một cái bình nước mềm ở đây, luồn cái dây lên trên này đó, sau đó là luồn lên quai, sử dụng cái elastic này xỏ xuống đây để chúng ta uống nước khi mà đi trekking. Còn chỗ đây thì chúng ta sẽ có một cái ngăn đựng laptop. Cái ngăn laptop của con Covert 24 này thì nó thiết kế chỉ có mở đến đây thôi. Nó khác với cái con Covert 18. Covert 18 nó thiết kế là nó cho mở ra hết luôn. Đây. Đó. Thì mình cũng không rõ là dụng ý thiết kế của cái này tại sao nó lại không mở ra hoàn toàn. Nhưng mà mình thấy thì thế nào cũng được. Tại vì cái ngăn laptop nó thiết kế nó đã bọc kín hai bên rồi, nó không thiết kế cho việc lấy ra từ bên hông á, cho nên là mình thấy mở ra hết hay là mở như thế này nó cũng không khác gì mấy. À, dưới đây nó có một cái đáy giả anh em, nó có một cái đáy giả phía dưới đây. Ở trong này thì nó rất là khó thấy, nhưng mà mình có thể là dùng con này để mô tả với anh em này. Đó. Tức là cái ngăn laptop của nó chỉ làm đến đây thôi, chứ nó không có làm sát xuống phía dưới đáy, cho nên là khi mà chúng ta để máy vào đây thì chúng ta sử dụng, chúng ta vô tình làm rơi ba lô xuống dưới sàn thì cái máy nó cũng không có va đập trực tiếp với sàn nhà. Một chi tiết rất là tinh tế. Và mình thấy là cái kích thước của chiếc Covert 24 này nó có thể phù hợp với hầu hết các loại laptop trên thị trường luôn đó anh em. Dù cho laptop lớn thì mình thấy nó cũng vừa đó. Mình sẽ để cái kích thước của cái ngăn laptop ở trên màn hình nha. Anh em có thể đối chiếu so sánh với cái laptop mình đang sử dụng. Ok, và đó là phía bên ngoài của ba lô Covert 24. Ta sẽ cùng mở vào bên trong. Bên trong này thì nãy giờ mình đang để nguyên cái ba lô CT21 ở trong luôn. Đây. Nó vừa khít luôn. Đây là toàn bộ ngăn chính của chiếc Covert 24. Như anh em có thể thấy là phần đáy của nó, vải nó rất là mỏng. Và sản phẩm của 511 thì họ cũng không có làm vải lót, cho nên là nhìn vào bên trong ba lô nhìn nó hơi không chỉnh chu cho lắm. Chắc là tại vì mình cầm hàng City quen rồi quá. Rồi, những cái chi tiết ở bên trong này thì cái phần liên kết với quai nè, phần liên kết với quai đeo mình đều thấy có những cái đường ba tắc
gia cố độ bền ở đây rất là ok, rất là ổn đó anh em. Đó, bên này đây là cái đai nén này, ok, những cái chi tiết được đánh ba tắc rất là ổn này. Bình thường thì cái ba lô của 511 Tactical nó có thể là đựng bình nước ở bên trong hoặc bên ngoài đều được, nhưng mà cái ba lô này mình nghĩ là nó thiết kế chống hoàn toàn để nó có thể sử dụng như một cái vali luôn, đúng nghĩa một cái vali luôn, cho nên là nó tiết giảm luôn cái ngăn để giữ cái bình nước ở bên trong, nó sẽ sử dụng hoàn toàn bên ngoài. Và ngoài ra nó cũng không có tích hợp cái ngăn quick access pocket luôn, cái ngăn mà thường thường nó sẽ nằm ở đây này để đựng mắt kính hoặc là những cái phụ kiện mà chúng ta hay lấy á, thì cái phần ruột của cái ngăn nó sẽ nằm ở trong này, mà ở đây nó không làm luôn. Chắc đó là lý do mà nó làm cái ngăn admin ở phía trên này đó. Nó sẽ cover luôn cả cái chức năng của cái ngăn quick access pocket đó, và nó giữ cho cái ngăn chính nó được chống hoàn toàn luôn. Với cái thể tích này thì mình nghĩ nó hoàn toàn có thể fit được những cái bộ Q-set nè, hoặc là đồ đạc quần áo, nói chung là rất là rộng. Còn cái việc nếu mà anh em thắc mắc cái ba lô này có thể sử dụng cho bao nhiêu ngày á, thì ở cái quan điểm của mình, cái việc mà sử dụng cho bao nhiêu ngày nó rất là vô chừng, nó có thể đúng được với người này nhưng có thể nó không đúng với người khác. Bởi vì mỗi người có một cái cách sử dụng quần áo khác nhau. Ví dụ như chúng ta chỉ mang có 3 bộ đồ thôi, 2 bộ đồ trong túi và 1 bộ đồ trên người. Tuy nhiên thì cái chuyến đi đó của chúng ta cứ 2 ngày thì chúng ta giặt đồ được một lần á, thì 3 bộ đồ này mình nghĩ là có thể mặc được bao nhiêu ngày tùy thích, nó không có phụ thuộc vào cái kích thước của cái ba lô. Ngoài ra cũng có những cái chuyến đi mà chỉ cần đi trong một ngày thôi mà nhưng mà chúng ta cần phải thay tới 10 bộ đồ chẳng hạn, thì ví dụ như chiếc ba lô này nó cũng chỉ đủ cho anh em đi một ngày thôi. Còn tính theo cái số lượng quần áo thì đôi khi nó cũng không chính xác, bởi vì có những cái bộ quần áo của dân trekking, dân hiking chẳng hạn thì nó chất liệu nó rất là mỏng nhẹ, lại có những người khác họ mang chủ yếu là đồ jean, đồ dạ, đồ lông, thì nhiều khi cái ba lô này nó cũng chỉ để được ba bốn cái quần jean hay là một cái áo dạ là hết chỗ rồi. Nên là đánh giá một cái ba lô nó đựng được bao nhiêu bộ quần áo thì nó cũng không chính xác được. Cho nên mình nghĩ lựa chọn một cái ba lô cho nhu cầu di chuyển thì nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào cái cách sắp xếp cũng như cái thói quen sử dụng của mỗi người. Ở đây thì mình chỉ có thể là show cho anh em cái kích thước và cái thể tích của cái ba lô thôi. Từ đó thì anh em có thể là đối chiếu nó với cái việc mà anh em sử dụng một cái ba lô, một cái túi, một cái vali tương tự, có kích thước tương tự như vậy, thì nó sẽ gần đúng. Còn nếu mà anh em cần cái thông tin tư vấn mà nó cụ thể hơn nữa, nó gần với cái nhu cầu của anh em á, thì anh em có thể inbox cho fanpage chuyên tactical.com, hoặc là có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm này tại showroom của tụi mình tại số 273/5 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, Phú Nhuận nha. Quay trở lại với ba lô Convert 24 thì đây là ngăn chính và phía bên này là cái ngăn phụ. Chúng ta sẽ có thêm một cái ngăn lưới ở đây để đựng phụ kiện sạc cáp này, phụ kiện EDC này, hoặc là đựng thắt lưng, đồ lót, vớ, vân vân. Chỗ này là một không gian trống hoàn toàn. Ở trên Convert 18 thì chỗ này nó còn một cái ngăn lưới nữa, nhưng mà mình nghĩ cái ba lô này nó đã thiết kế cho cái việc đựng rất là nhiều đồ ở phía bên ngoài đây rồi, chưa kể là ngăn trong này nữa. Cho nên là nếu mà làm tiếp một ngăn này thì mình nghĩ là đồ đạc nó sẽ bị dồn vào trong ngăn chính và nó ép cái không gian của ngăn chính này lại, thì nó sẽ không hợp lý cho lắm. Đây, anh em đã thấy tầm quan trọng của thiết kế High Vision Interior Design chưa? Rồi, tóm lại, chiếc ba lô Convert 24 này mình thấy nó là một chiếc ba lô thuần cho nhu cầu di chuyển là chính. Nó có thể thay thế được chiếc vali để mang lên trên máy bay, làm hành lý xách tay, di chuyển ở trong những cái điều kiện nó không phải là thành thị cho lắm, những cái nơi mà nó không có đường xá bằng phẳng hoặc là chúng ta cần phải di chuyển lên xuống rất là nhiều chặng xe, thì mình nghĩ anh em sức dài vai rộng, sử dụng ba lô quen rồi thì có thể sử dụng chiếc này để load toàn bộ những cái sản phẩm của anh em, những cái đồ đạc quần áo của anh em vào trong ba lô này. Và vì như vậy cho nên là nó thích hợp để chúng ta sử dụng chiếc này song hành với một chiếc túi PDC nhỏ, ví dụ như là chiếc MOS 3 hoặc là chiếc CT3, CT4, CT5 gì đó. Anh em thấy chiếc ba lô này như thế nào? Có thể để lại đánh giá của anh em ở bên dưới phần bình luận nha. Cảm ơn anh em đã xem clip review tới giờ phút này. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.